Vì có rất nhiều anh em có comment hỏi trên cả YouTube và TikTok: "Anh Duy ơi, anh dùng ốp gì mà đẹp thế? Anh Duy ơi, xốp lưng của anh nhìn đầm thế, nhìn hay thế. Anh Duy ơi, có phải ngày hôm nay anh định quảng cáo ốp lưng không?" Ok, ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ toàn bộ những cái phụ kiện từ A đến Z mà mình đang dùng cho iPhone 13 Pro Max, từ ốp lưng cho đến miếng dán, cho đến sạc cáp, cho đến tai nghe, tất tần tật, coi như là một cái gợi ý cũng như một vài cái lưu ý nho nhỏ khi mọi người mua iPhone mới và đang đắn đo là không biết nên mua phụ kiện gì, thì video ngày hôm nay có thể sẽ giúp ích cho mọi người. Giá bán iPhone 13 Pro Max mọi người có thể tham khảo ngay tại chuỗi hệ thống của Cellnet, đường link có sẵn ở phía bên dưới nha. Đầu tiên sẽ là về củ sạc, cũng là một vấn đề cực kỳ đau đầu khi đi mua iPhone mới đúng không? Bởi vì giờ đây khi mà chúng ta đi mua iPhone mới thì mất cha nó cái củ sạc. Vì theo cái chủ trương là yêu môi trường, giảm thiểu rác thải công nghệ, thì Apple đã cắt bỏ củ sạc cũng như là tai nghe trong khoảng 1-2 năm trở lại đây. Cắt bỏ là vậy, nhưng nếu như các bạn cần thì Apple vẫn luôn sẵn có với mức giá là khoảng 500.000 cho một củ sạc iPhone. Apple yêu môi trường một, nhưng yêu túi tiền của các bạn gấp 10 lần như thế. Ui dồi ôi, đó là cách tư bản làm tiền đó. Em phải đến Apple học kinh tế, đến Harvard làm cái gì, đúng không? Nhưng mà thật ra thì cũng không phải là không có lý do. Bởi vì nói thật ấy, là đối với những ai mà đã dùng nhiều sản phẩm của Apple như mình nhá, thì đến bây giờ cái phụ kiện iPhone là gần như mình không có động đến. Này, cái dây sạc mình vẫn còn để nguyên trong hộp này, cũng không có bỏ ra sử dụng. Còn nếu những cái củ sạc mà mình đang dùng thì chắc hẳn mọi người xem video của mình từ lâu thì đã biết rồi. Mình hiện nay vẫn đang dùng cái củ sạc này của Aoki, củ sạc hai đầu C này, 63W, một đầu sạc cho laptop, một đầu sạc cho điện thoại này. Đó, dùng rất là tiện vì mình có thể dùng một củ sạc này thôi mà mình sạc cho toàn bộ tất cả mọi cái thiết bị của mình. Sẽ có một cái lưu ý nho nhỏ khi mà mọi người, đặc biệt là những ai mua iPhone 13, thì thường là mọi người sẽ được các bạn nhân viên cửa hàng giới thiệu là mua kèm một củ sạc 20W. Nhưng tuy nhiên ấy, riêng iPhone 13 năm nay thì nếu như mọi người mua củ sạc 20W thì sẽ không sạc nhanh được đúng chuẩn, không sạc nhanh được gọi là chuẩn tốc độ ấy. Vì ví dụ như chiếc iPhone 13 Pro Max nó hỗ trợ sạc nhanh tối đa lên đến tận 27W. Thế nên là nếu như mọi người đi mua củ sạc thì lưu ý là hãy mua những cái củ nào từ 30W trở lên. Mọi người có thể sử dụng củ sạc của MacBook, dùng sạc cho iPhone cũng được cho nó tiết kiệm. Đó là về cục sạc, không phải quảng cáo gì đâu, nhưng mà cục này thì mình được Aoki tặng 2 năm rồi, dùng đến bây giờ vẫn khá là ngon, không có vấn đề gì. Tiếp theo là đến dây sạc. Dây sạc thì mọi người có thể dùng ngay cái dây sạc đi kèm trong hộp iPhone, cũng không cần thiết phải mua mới. Nhưng mà tuy nhiên đối với mình thì dạo đây là mình đang dùng cái dây này. Đó, đây là một cái dây C2 Lightning bọc dù cực kỳ xịn, chính hãng của Apple, mà mọi người không thể mua lẻ được, mà nó chỉ có đi kèm cái bàn phím của con iMac mới ấy. Đấy, bọc dù xịn đét như thế này mà iPhone 30 củ không chịu đi kèm, vẫn đi kèm cái dây sạc kiểu dởm, kinh khủng khiếp dởm. Dùng một thời gian là nó vừa bẩn trong nó, vừa kiểu gãy chân sạc ấy. Cái dây này thì không bị, cái này thì mình nhảy được của ông Huy. Đó, không những nhảy được một cái mà mình còn nhảy được tận 2 cái. Ngoài ra mình còn cái dây sạc MagSafe này nữa, nhưng mà mình khuyên mọi người là không nên mua. Vừa đắt, vừa dởm, sạc nó vừa chậm. Ngày xưa mình mua cái dây này khoảng 5-6 lít gì đấy, không toàn vứt xó thôi, chưa một lần nào mình dùng để mình sạc cho iPhone luôn. Không nên mua. Tiếp theo là về cái mà mọi người hỏi mình rất nhiều, ốp lưng mà mình đang dùng. Trông được đúng không? Trong suốt này, lại còn khoe được màu iPhone mới. Thì đương nhiên rồi, không dùng ốp trong suốt, không khoe cái màu xanh mới này thì làm sao người ta biết là chúng ta mới mua iPhone đúng không? Uy tín ngay. Đó, thì đây là cái ốp đến từ Devil K, một cái thương hiệu ốp cực kỳ xịn, chống chịu va đập rất ngon, chuyên trị những cái thằng như là Đặng Nam Hải gióng. Hay là mình ném thử, mình đập thử cho anh em xem nhá. Đương nhiên là không rồi. Trời ơi, cái máy này sang năm là còn phải chuyển giao cho chị nhà nữa. Chị nhà mà biết mình cầm mình đập ấy, chết ngay. Tàn một đời trai là tan ba hạnh phúc. Thế nên là mình sẽ sai mấy thằng đệ của mình đi đập thử cho anh em xem là nó bền như thế nào. Rất mượt mà và bình thường, không có vấn đề, không có bất cứ một cái vấn đề gì cả. Đấy, nó còn cứng hơn chân của thằng Hải Triều nữa. Em ạ,
Sau này ra đường mà có định rốt test kiểm tra độ bền bản thân thì nhớ là mua cường lực với ốp lưng mà đắp vào người nhá. Khổ thực sự. Giá của cái cây này thì nó khoảng tầm 800-900 nghìn gì đấy, nhưng mà đắt sắt ra miếng, cực kỳ xịn, cực kỳ ngon. Vì Devil Cây là một cái thương hiệu đến từ Đài Loan, mọi người hoàn toàn có thể yên tâm về mặt chất lượng. Ngoài ra này, nhìn nhá, xung quanh camera này có nguyên một cái vòng tròn kim loại bảo vệ, trông nó cực kỳ nổi bật. Nó ốp trong suốt nhưng mà nhìn vẫn rất là tranh sảng, vừa khoe được màu máy, vừa có thể bảo vệ được mà không lo bị rơi rớt, không lo bị chảy xước. Tôi đầu tư cái ốp này về không phải để bảo vệ cái máy, mà để bảo vệ hạnh phúc của tôi. Vì sang năm là tôi phải đưa cái này cho bạn Quy, nhỡ đâu nó xước sát gì đấy thì chết. Và đó là về ốp lưng. Tiếp theo là một câu hỏi mà mình cũng nhận được rất nhiều, kém mỗi câu anh Duy ơi sao dạo này anh đẹp trai thế. Thì đó chính là về giá màn hình iPhone. Vì rất nhiều bạn có xem những cái quảng cáo của Apple ấy, nào là iPhone bền bỉ nhất từ trước đến nay, chống chịu va đập cực kỳ tốt, màn hình phủ gốm, độ bền siêu cao. Có cả những quảng cáo mấy ông ý ném hết chỗ này, ném ra chỗ nọ, xong cho bụi bắn tùm lum tứ tung lên con iPhone, mà màn hình của nó không hề bị làm sao cả. Nó ngon như thế, nó xịn như thế, tội gì giá màn hình đúng không? Dùng trần cho nó sướng, cho nó cảm xúc thăng hoa, cho nó phiêu lưu, vì cái gì dùng trần thì cũng thích cả. Nhưng mà tuy nhiên riêng cái khoản này ấy, em ơi đừng nghe nó lừa đấy, cứ thử nghe theo, nát màn hình không nói đâu xa. Đây là kinh nghiệm mà mình đã phải đổi bằng máu và nước mắt này. Mọi người nhìn nhá, con 13 Pro Max mình dùng trần sau có khoảng 1 tuần thôi, không dám màn hình, mà cái màn hình của nó đã xước băm bổ và có một vết xước rất lớn như thế này. Mà dùng rất là bình thường, rất là giữ gìn nhá, không có phải kiểu va đập ném hết chỗ này ném hết chỗ kia như trong quảng cáo đâu. Mà mình chỉ có dùng bình thường, cất túi đi làm, rút ra rút vào dùng bình thường thôi, mà nó đã bị như thế này rồi. Đấy, mấy ông Apple phải nói là chúa luôn. Quảng cáo chống chịu va đập tốt, quảng cáo độ bền cao, nhưng mà lại không hề nói là nó chống chịu chảy xước như thế nào. Và kể từ iPhone 11 Pro Max trở lại đây ấy, thì iPhone chống chịu chảy xước cực kỳ tệ. Mọi người dùng bình thường thôi là nó hoàn toàn có thể rất dễ dàng bị xước. Vì theo như mình nhớ là Apple có phản hồi là vì nó chống chịu va đập tốt, thế nên nó phải dễ xước. Thế nên là anh em nào mua về ấy, ốp lưng có thể không dùng, nhưng riêng màn hình ấy thì hãy nên dán nhá. Rất là nên dán, vì màn hình iPhone nó siêu dễ xước, cực kỳ mỏng manh yếu đuối. Miếng dán mình đang dùng thì cũng là miếng dán của Devil Cây, cũng rất là ngon, cũng chống chịu chảy xước, chống chịu va đập cực kỳ xịn. Thôi thì để mình lại nhờ mấy thằng đệ đi test thử cho mọi người xem rời rớt thực tế nó sẽ như thế nào. Không sao nhá, cả mặt trước cả mặt sau nhá. Ngon đúng không? Mà miếng dán này thì cũng được làm riêng cho 13 Pro Max, thế nên nó sẽ có những phần quét loa thoại này, và vuốt qua vuốt lại cảm giác cực kỳ mượt, không hề bị rít, không hề bám mồ hôi, vân tay vết bẩn, giống như mấy cái miếng dán rẻ tiền ấy. Một combo cực kỳ xịn để bảo vệ iPhone 13 Pro Max cho mọi người. Rồi, còn một số phụ kiện khác mà mình cũng đang dùng cho iPhone. Đầu tiên là về tai nghe đi, thì mình đang dùng 3 cái tai nghe. Đầu tiên là con AirPods 3. Cái này vừa hôm trước unbox cho mọi người xem thì đeo khá là sướng ấy. Đeo lâu nó không bị đau tai, không bị mệt tai, không bị chảy mồ hôi ấy. Riêng với iPhone, anh em nào mà muốn dùng nó tiện nhất, xịn nhất, thoải mái nhất thì cứ AirPods mà mua. Đồ Apple mua AirPods không bao giờ sai. Ngoài ra thì mình còn có thêm AirPods Pro. Con này thì mình dùng 2 năm rồi, nhưng lúc nào mà cần chống ồn ấy thì mình sẽ đeo cái tai nghe này. Đó, rất là xịn. Dùng 2 năm mà pin vùng này, nghe nhạc các thứ vẫn rất là ok, không có vấn đề gì cả. Và con tai nghe chùm nhất, cái con tai nghe lúc mà mình muốn gọi là tách biệt với thế giới đi, đó chính là Sony WH-1000X Mark 4. Đây là cái tai nghe mà mình tin tưởng nhất về khả năng chống ồn. Chẳng hạn như khi mà đi máy bay này, đi tàu xe hay đi đâu mà cái quãng đường xa ấy, thì chỉ cần đeo tai nghe này thôi là mọi thứ, nó im bặt như kiểu các bạn đang bước vào một cái thế giới khác. Nhưng mà đừng có đánh giấm. Đừng có đánh giấm khi mà đang đeo cái tai nghe này, vì các bạn tưởng nó nhẹ nhàng, vì các bạn đang ở thế giới khác mà. Nhưng thực chất thì cái tiếng của nó to như kiểu là một cú nổ Big Bang tái thiết vũ trụ.
Tôi thử rồi nên tôi biết. Thế nên là mới gọi là cái tai nghe gọi là cần kíp lắm thì mới dùng thôi. Bị đeo vào là điếc luôn đấy. Nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Món phụ kiện cuối cùng mình đang dùng cho con iPhone 13 Pro Max đó chính là cái AirTag mình mua về mà mình vứt ở trong cái ba lô ấy. Chẳng may khi mà bị thất lạc hay không tìm thấy ba lô ở đâu thì có thể dùng cái này để mà tìm kiếm định vị siêu ngon này, cực kỳ nhạy luôn. Kể cả trường hợp mà để quên hay là chẳng may kẻ gian ăn cắp mất ấy thì tìm kiếm nó cũng cực kỳ xịn. Mình đã từng thử có một cái bài test mình lấy AirTag của thằng Triều nhá, mình cầm về nhà của mình. Ấy vậy mà con AirTag của thằng Triều nó gửi địa chỉ chi tiết đến từng ngõ ngách, đi như thế nào, rẽ ở đâu, gửi bản đồ về cho máy thằng Triều luôn, cực kỳ ngon. Cái AirTag nó giống như kiểu một cái món phụ kiện chúng ta bỏ tiền ra mua và có lẽ sẽ không bao giờ động đến nó, nhưng khi cần thì mới thấy có nó rất là hay và rất là hữu ích. Quên đồ ở đâu, bật cái điện thoại lên, quay qua quay lại, tinh tinh, uầy, cái cảm giác đấy nó ngầu thực sự. Và cái sự ngầu đấy có giá là 500.000 cho một cái AirTag. Sơ bộ thì đó là tất cả những cái phụ kiện mà mình đang dùng cho iPhone 13 Pro Max. Năm nay có một cái điểm hay đấy là pin của 13 Pro Max quá trâu. Thế nên là những cái phụ kiện như kiểu là sạc dự phòng ấy không cần thiết phải dùng đến nữa. Chuyện ném hơi mạnh rồi. Với anh em nào đang dùng iPhone 13 Pro Max, mọi người đang sử dụng những phụ kiện gì? Đừng quên chia sẻ comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và chúc anh em chọn lựa được những phụ kiện ưng ý và sử dụng máy sướng nhất có thể. Alo iPhone 13 Pro Max xanh xin nghe ạ.